À, cứ đi trước đi. Đấy, cùng vừa với trưởng thôn với bà con trong thôn vừa đổ xong cái sân nhà văn hóa thôn. Thì hôm nay đi lên đây lên nhà trưởng thôn. Bên kia là Khâu Miền này. Đấy, trung tâm thôn Khâu Miền. Nhà của em Dìn, ba anh em mồ côi bên kia, cái mái tôn xanh kia. Bên này còn cao hơn cả bên Khâu Miền. Đấy, zoom vào cho các bác xem này. Nhà em Hồ ở đằng sau cái quả đồi kia. Còn nhà em Dìn đây. Mái tôn xanh. Từ dưới nhà văn hóa thôn lên nhà em Trư này rơi khoảng tầm hơn 40 phút đi bộ. À, đi xe. Toàn đi đường đất này. Nên trời mưa thì không thể đi được xe. Nhà em Trư ở tít tận trên kia. Bây giờ sẽ lên nhà em Trư nhá. Hôm nay cũng là lần đầu tiên đi lên đây. Trên này mát nhờ. Mỗi tội đường hơi khó đi tí. Ờ, trên là đỉnh luôn đấy. Khâu Miền thấp hơn rất là nhiều. Tí nữa ra ngoài kia nhìn mới nhìn thấy này, không cảnh đẹp hết. Nhà em chắc là ở trên cao nhất rồi nhỉ? Vâng, nhà em trên cao. Chứ. Đúng trưởng thôn có khác nhà cao nhất. Ở trên này mới nhìn thấy bà con chứ. Nhìn thấy cả làng. Nhìn thấy cả làng luôn. Hay vẫn có bể nước đây. Bể nước. Nước này em dẫn về xa. Xa khoảng độ 3 cây số đấy. Ôi rồi, 3 cây cả. Vâng. Dưới kia là chuồng bò của nhà em à? Vâng. Bò với lợn à? Vâng. Đâu đi xuống xem à. Xuống xem lợn nhỉ. Lợn đấy là của nhà anh gì còn của em bên này. Của em bên kia? Bên này. À bên này à? Còn đây là chuồng bò đấy. Chuồng bò nhà em đây à? Chuồng của anh gì của em luôn. Của em là bên này, của anh gì bên kia. À. Nhà em là có mấy con bò? Nhà em hiện là có 4 con là của gia đình. Có một số con là cũng đang nuôi chia. Nuôi tức là mình nuôi chia mỗi người một tí. Nuôi chia là anh biết rồi. Nuôi chia tức là mình nuôi của người ta thì một đẻ một đứa. Sao này lại giả nhỉ? Đấy. Thôi, đi vào nhà thôi nhỉ. Cổng chính là đường này phải không? Vâng. Nhà em cũng rộng đấy chứ. Nhà em làm lâu chưa? Cũng được 20 năm rồi đấy. 20 năm rồi cơ. Vâng, cái này của bố đây. Nhưng mà đất ở đây nó không bị nứt nhờ. Đất ở đây thì nó cũng không bị nứt mấy. Nứt thì nứt vết nhỏ. Với lại thì thoảng là nó hay gió thổi, nó hay bị rơi vãi xuống rồi. Nhiều nơi là cứ là trình trường này là đất nó hay nứt lắm. Vâng. Thế tối đèn quá không mà dán mấy cái giấy này vào để nó sáng. À, giấy dán tường ấy. Vâng. Mà mưa vào nó lại ẩm. Chúng... Em là bây giờ vẫn ở cùng ông bà? Vâng, em vẫn đang ở với mẹ. Bố mất từ năm 2000 rồi. À, bố em mất rồi. Vâng. Em nước này. Rồi anh xin. Thư đâu rồi? Thư nó ở ngoài. À, đây là khu nhà bếp à? Trên này chắc mùa hè mát lắm đấy nhỉ chứ nhỉ? Mùa hè tại trên này còn đắp chăn nữa. Mùa hè trên này vẫn đắp chăn ngủ phải không? Tối còn đắp chăn. Thank you.
Bây giờ có đường lên đến đây thì cũng được. Nhưng mà trời mưa chắc là không đi được đường này. Ôi, cứ mưa phải nói là nắng, phải nắng 2 3 ngày mới nắng đi. Để cái mặt đường nó cứng này. Anh nhập tạc cái nào? Đây là ngô à? Vâng. À, em để hết vào trong bao này nó đỡ mọt phải không? Vâng. Em đặt xuống để trong bao này đỡ mọt. Cái bây giờ này. Thịt lợn treo. Mùa này đi đâu cũng có thịt lợn treo. Nhiều nhà cũng là ăn hết rồi đấy. Nhà nào có lợn to thì chắc bây giờ mới có thôi. Ta đi trứng nè. Trứng nơi. Nơi nè. Lên đây để làm phiền gia đình nhé. Ôi, không mấy khi lên. Đây là tí rượu nhỉ, à, chén rượu ăn cơm. À đây bát đây. Ăn đây bát. Hôm nay cháu uống suốt này nào. Thư này là cháu của Trư à? Vâng, cháu bài bế vậy. Ừ. Cháu. Rồi, anh mời nhá. Vâng, mời. Rồi, mời hai vợ chồng nhá, mời em nhá. Vâng. Không uống rượu được. Cảm cảm. Thế mẹ em đi đâu rồi? Mẹ em đi xem mấy con bò ngoài đồng. Ừ. Thôi mời nhá, mời cả nhà. Nó thế là bò của chú là thả hết lên trên đồi rồi. Thả lên rồi. Đúng rồi, thả rồi. Tốt rồi. Anh cũng muốn lên đây một lần, lên xem nào. Vâng. Trên đấy từ nhà em vào trong này còn mấy hộ nữa? Ngay thì chỗ này đi vào thì còn 5 hộ, còn phía giải từ bên cái chỗ hổm này từ phía bên này giải xuống thì còn có chục hộ nữa. Còn thế bên, là cũng đông đấy chứ nhỉ? Còn bên dưới này nữa là chục hộ nữa, là tính từ cái khu chuẩn bị lên dốc qua cái đồi mình ở bên phía dưới trụ sở thôn ấy, là bên trong này là nó rơi vào hơn 30 hộ. Hơn 30 hộ. Thôi ăn cơm đi, đói rồi. Cơm, dùng đũa đi. Chứ cơm giờ 3 giờ kém rồi. Chị ăn cơm. Hôm nay là cố làm nốt cho xong cái sân. Vâng. Mẹ. Chắc ai cũng đói rồi, thấy cơm nhỉ. Rồi anh xin một bát. Đói rồi. Hey. Đi 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 mẹ thế tụ. Nào mua thằng Nando. Nando muốn giờ mua mày. Ấy. Lo gì mà, khó rồi rú lắm vậy. Sắp khó. Thư này lấy cơm cho con đi. Vâng vâng. Sợ đói đấy. Cả buổi sáng đi cùng bố nhờ. Vâng. Đi trông bố, đi làm. Giờ có ai vợ chồng ở riêng thì phải đưa cả con đi. Cứ mỗi người đưa đi, đi đâu thì cứ một người đưa đi. Còng đây, còng. Trên này điện khỏe không? Chứ. Cũng yếu thôi, à, không dám dùng cái máy móc gì to đâu. Tù mê mê chứ à? Vẫn dùng được TV tủ lạnh không? Chưa có ai dùng bao giờ không biết. Trên này có nhà nào có đâu. Chỉ thắp sáng thôi đúng không? Thắp sáng thôi. Thôi nhá, mời nhá. Thôi cảm ơn trưởng thôn nhá. Thôi ngồi cảm đi, ơn bữa cơm. Chơi tí đã. Thôi anh xin phép anh đi về đây nhá. Ngồi đi ra lưu tí mấy khi lên. Tí thư về cùng anh luôn chứ. Ừ, anh cứ đi bọn em đi không được. Qua nhà em uống nước. Thôi để đến cái chỗ đường bằng ấy, lại kia là sang nhà em ở cạnh đấy luôn, bắn anh cũng thấy nhà em ở đây đấy. Giờ còn sớm mà. À, nhà đang té ngô đây à? Vâng, đang té ngô. Ngô lâu lắm rồi, không có thời gian té. Cái này là để trên gác bếp rồi phải không? Vâng, để trên gác bếp nên là nó bị ấy hết rồi.
Thôi anh về nhá. Hôm nào anh có dịp lên chơi sau. Vâng, cũng cảm ơn bữa cơm gia đình nhá. Ôi có cái gì đâu. Mấy khi lên giao lưu với anh em cũng gia đình cũng vui mừng mà. Rồi cảm ơn. Vâng. Gia đình cũng không biết nói gì đâu. Đấy, Thư đi cùng anh luôn đi. Giờ sau cố gắng. Ngồi xe. Mất chút thời gian lên em giao lưu cho. Rồi rồi. Thôi chào trưởng thôn. Trưởng thôn rất là nhiệt tình. Hôm nay là hơi mệt đấy. Bây giờ nghỉ ngơi thôi. Vâng, hôm nay là làm đến 2 giờ, gần 2 giờ đấy. Đến 2 giờ nó bảo là làm một nửa buổi trưa chiều làm nốt nhưng mà thế ngồi chơi lúc nào. Có hai thằng còn đấy thì đi về nhá. Về sớm thôi, đường này không dám đi về muộn. Đường này hơi khó khăn tí. Thôi anh về nhá. Vâng, vâng. Chào hai vợ chồng nhá. Vâng vâng, chào anh nhá. Vừa ở chỗ nhà em Trư trưởng thôn xuống thì vào nhà em Thư. Em Thư thì lúc đấy anh em ngồi với nhau mới biết em Thư là công an viên ở trong thôn Pồng Chằm. Cũng là cán bộ bên đoàn. Kiêm hai chức nhỉ. Vâng. Đâu nhà dưới này à? Nhà em đây ạ. À, cũng ở trên cao nhỉ. Đấy, trung tâm xã Tân Hòa dưới kia nhá. Trên này gọi là đỉnh của chóp ấy nhờ. Đi đi xuống đi nhờ. Không, xe cứ để đây thôi. Đi đi, đi qua đường này, đi vòng đường kia luôn anh ạ. Thế á? Vâng, đi qua đường vòng qua đây xong đi đấy, ngay đường đi sang đường kia luôn anh ạ. À không cần, đường nào cũng được mà. Đó. Quan trọng gì? Đó. Đường dưới với đường trên nó cũng đó, xa như nhau mà. Ở đây cũng nhận nhiều cây gạo nhỉ. Cái này như dân tộc bọn em hay gọi là cái làng gạo ấy. Làng gạo á? Vâng. Anh thấy nhiều cây gạo thật, cái khu dưới chỗ nhà văn hóa thôn thế toàn cây gạo to luôn. Gạo này người ta phải làm gì, chẳng làm công trình thì mình sẽ làm vá này. Chắc là làm cốt pha thôi. Vâng, cũng chặt hết rồi. Kiểu để đấy thì trồng ngô nương, chả trồng gì trồng nương thì nó cũng vướng này. Nó khuất mất thì nó không tốt thì nó cũng chặt bỏ bớt. Thế bây giờ em là ở cùng ông bà hay là ở riêng rồi? Ông bà đang ở bên nhà cũ thì ông bà cũng chưa về ở cùng. Mới gặp cô không về em làm nhà ở riêng. Trước em là đi bộ đội à? Vâng. Ừ, thế là cũng giống anh thôi. Giống cả trưởng thôn nhỉ? Trưởng thôn Trư cũng là đi bộ đội về rồi. Đấy, hôm nay lên đây là có dịp mới lên đây để viết nhà đấy. Ui ui, cẩn thận nhá. Đấy, ôi ôi ôi. Con này cộc đuôi đây. Vâng. Nhà em trên này thoáng nhờ. Mỗi tội đường đi lại nó hơi khó khăn một tí. Bên này là phần này là phần chính luôn, bên này nhà bếp à? Vâng, bên này em làm buồng chung, làm buồng ngủ, còn bếp là bên này. Vâng. Cái này cũng gọi là kiên cố một tí rồi. Vừa em đi làm rồi. Vừa em đang đi với con gái con ngồi anh ạ. Sao bên này ngồi anh em? Thank you.
anh cò đi nghịch buổi sáng cùng bố nhờ. Không ngủ một tí nào luôn. Về đến nhà là nghịch đồ chơi. Anh thấy nhiều nhà nếu mà lên tầng mông người ta bảo là có hai cột nhưng mà nhà em có đâu nhỉ? Không, bọn em là như bọn em là cũng có nhưng mà do là mình làm cũng do mình hạn chế bớt đi, kiểu mình cũng nên bớt đi những cái phong tục ngày xưa, bớt đi lúc nào cần dùng đến thì dùng thôi. Đúng rồi. Sao lại làm cột giả vẫn được phải không? Vâng, như cái cột kia là em làm nhà tính là làm cái nhà đấy, kiểu bọn em hay dùng cột đấy nhiều thì sẽ làm cái cột đấy kiên cố. Còn cột này là chỉ mình nói những cái vấn đề về người ta qua đời ấy, gọi là người ta mất rồi thì mình sẽ cần những cái chuông, cái trống treo ở đây thì mình sẽ dựng cái cột giả đây để dùng. Còn thực ra nếu mà có cái cột đây nó vướng nhà. Vâng, nó vướng mà nên mình cũng bỏ bớt đi, bởi vì do nhà mình thì mình làm mình cũng phải tính làm sao nó hợp lý với khả năng của mình với anh. Nhà em là xây lâu chưa? Em xây từ năm 2019 ạ. Đi bộ đội về cái là làm luôn à hay là về sau? Bộ đội về được vài tháng là em làm luôn. Nhà em này chắc là tự xây đấy phải không? Vâng, em với anh trai các xây được. Các bạn anh em các làm. Anh trai với em thì hai anh em cũng gọi là hợp nhau thì khác làm cho nhau hết. Không mà, không cần phải thuê. Vâng. Thế là còn đỡ một khoản đấy nhỉ? Vâng. Mình khác làm, gọi là mình cũng thiếu thốn thì thôi mình tự làm cho nó đỡ đi được bao nhiêu phần. Chưa xây này mất hết nên bao tiền vật liệu? Trước nhà em này là nguyên tiền vật liệu trở đến dưới đường kia thì nó chỉ hết ra có 35 triệu. Còn mình đợt trước bọn em làm là còn phải chở vật liệu từ dưới kia lên đây thì làm xong tất tần là hết 90 triệu. 90 triệu cái nhà này? Vâng, là mình tự xây. Mình tự xây, là còn phải tính tiền ăn, tính nguyên tiền là mình đổ xăng dầu đi lại cho anh em xong rồi giúp đỡ nhau trở lên đây. Anh em cũng nhiệt tình giúp nhau để chở trên thôn ấy. Nhưng mà chở nguyên ấy lên đây là mình làm là cũng hết tầm đấy. Cũng không đáng bao nhiêu rồi, qua trên này cũng khó khăn thì mình cũng phải tiết kiệm được làm sao mình làm nó hợp lý với khả năng của mình hơn. Trên này thực ra đường xá đi lại thì nó khó khăn nhỉ? Trời mưa thì hầu như là không đi được xe máy. Trời mưa là không đi được, trời mưa mình chỉ có để xe ở tít dưới đầu làng không đi bộ lên được. Xây được căn nhà như thế là cũng ổn rồi. Mình mà không phấn đấu thì có điện cái này là được rồi. Nhưng mà ông bà mà để thế nào mà mình còn vẫn hưởng thụ như thế thì gọi là con người mình sinh ra chỉ để làm gì cả. Đấy, mình cũng nên phấn đấu. Thì cả nhiều nhà người ta có khó khăn hơn ấy, thì là người ta có phấn đấu là tốt hơn. Nhưng ai cũng muốn phấn đấu lên mà không phải không muốn mình phấn đấu đến mức chừng khả năng của mình. Làm sao đời con cháu của mình mà người ta cảm thấy là bố mẹ mình cũng phấn đấu thì mình cũng phải phấn đấu để còn cùng vươn lên. Thế bình thường nước có dấn sao? Có khu này anh thấy thiếu nước lắm nhỉ? Nhà em này gọi là không có nước anh ạ. Bây giờ nước là dùng tạm mấy cái nguồn nước ở nước mạch bé thì chạy còn không bằng cái vòi rượu mình nấu ấy. Hay dân một cái nấu rượu chạy không bằng đấy đâu. Không là em dẫn thì bây giờ đang dùng chung với ông bà bên kia thì ông bà bên kia dùng nước ít thì mình dẫn đến mình hay dùng nhiều hơn ấy. Là cũng dẫn mượn về đây thôi, như một bể là em xây bể là còn chưa được 2 khối nước. Nhưng mà chứa đầy bể là phải mất tầm 3 ngày mới chứa được đầy bể nước. Thế nhỉ? Nếu mà mình muốn kéo nước mạnh thì khỏe thì mình kéo tiếp bên trong bên dưới nhà trưởng thôn về thì mất tầm khoảng 4 cây, sắp xỉ 4 cây. Thế bên đấy là nước nhiều hơn à? Bên đấy là có cái nguồn nước là gọi là nước ngọt đấy. Thì là mình kéo về, chỉ không biết bên đấy kéo được về lên trên vùng cao, trên này bọn em ở trên cao là nước nó sẽ ở dưới thấp hết, không biết mặt bên đấy là có nước này. Đấy anh mới thấy bảo vất vả vì nguồn nước ấy. Vâng, bọn em làm vất vả vì nguồn nước thôi. Nguồn nước với đường đi lại nhỉ. Còn trên này thực ra canh tác ngô là vẫn đấy. Vâng, canh tác ngô là cũng gọi là theo mùa, ví dụ phải làm đúng mùa thì nó tốt hơn không thì nó cũng gọi là được tạm bợ và trồng toàn trồng trọt trên này trồng ngô, chủ yếu là trồng ngô đấy, trồng ngô với trồng sắn, trồng ngô để phục vụ gia đình với là phục vụ mình nuôi ít gà ít lợn thì đỡ được bao nhiêu. Còn gạo kiếp thì trên này hầu hết là không làm được. Còn mấy nhà dưới là làm thì mình cần đi làm cái khác để mình mua thêm.
Thôi thưa, chắc là anh xin phép nhé. Vâng, vâng anh. Hôm nào có dịp thì anh lên chơi sau. À, vâng, vâng, anh đi xong hôm nào có dịp anh lên để mời vào cho em chơi. Hôm nay thực ra lên mới biết là Thư là làm bên công tác đoàn của thôn với cả công an viên. Đấy. Cũng lên tình cờ gặp em thôi. Này lên lần đầu tiên đấy. Nhưng mà phải nói là trên này nó đẹp thật. Đây trên này là quan sát được hết cả trung tâm xã Thuận Hòa luôn. Quan sát cả trung tâm xã luôn. Đây là gọi là cũng thoáng nhìn thoáng hết trung tâm xã. Bình thường nhà em là đi lên đường này à? Vâng, đi từ dưới lên là bọn em đi qua đường này, đường mòn này. Đẹp nhờ, trên này cũng nhận không khí trong lành. Mỗi mình nhà em Thư ở khu này. Ở trên Tùng Trầm thì thực ra là nó hộ gia đình nó rời nhờ. Vâng. Nó không ở liền kề. Nó không liền kề. Nó không như Khâu Mì Hành. Vâng. Khâu Mì Hành thì là trung tâm thôn là nhiều nhà lắm. Vâng, ở đây là nó giải rác ra. Chuồng lợn nhà em bên kia. Vâng. Bây giờ em còn nuôi nhiều lợn không? Em nuôi có 5 con thôi, có 2 con là của anh trai đang đi làm thì bắt được. Khu bên này còn có nhà nào không? Có 2 nhà, 3 nhà, có 3 nhà. Nhà của ông bà với lại nhà của bác, nhà anh rể, anh rể họ hàng nữa. Cũng là toàn anh em thôi. Vâng. Ừ, thì bà mà xong đó. Cò lớn nhà em này là được mấy tuổi rồi? Được 4 tuổi rồi. Đi học rồi nhà. Dưới điểm trường đấy. Vâng. Nói điểm trường cũng đang khó khăn. Sân của điểm trường là vẫn là nền đất, chưa có sân bê tông. Tưởng rồi nhưng mà cũng mỗi năm là sẽ phải làm lại bản tường che lứa hết. Thế nên cái này mình làm thêm hết. Đang cầm điệu để đi làm gì đây? Cầm que nó dần cầm xong bắt đầu chiều chiều hay đi hái rau lợn là nó bắt đầu điệu đi. Nào ra đây, ra đây, ra đây bác chụp ảnh cho một kiểu này. Và nó ngồi ra đây. Đây, nhìn ra đây nhá. Nghiêng ra đây. Ngoan lắm, mới đi xe từ lên trên nhà trưởng thôn xuống. Thích lắm đấy. Vâng, thích mà. Thích ngồi xe. Trước thằng này nó còn thấy nó còn... Em ngoan, nhờ, không nhìn nó ngoan. Nó còn bảo tưởng đi đâu nó còn vội chạy lên xe, còn bị ngã, không may còn bị ngã xe, còn bị gãy chân. Còn phải đưa đi chữa. Sáng nay là hai anh em là đi cùng bố đây. Đi mẹ là đi làm rồi. Không có ai trông thì đi cùng bố đi đổ sân nhà văn hóa. Chơi với nhau cả buổi sáng, buổi trưa về không thèm ngủ nhờ. Rất là ngoan. Không khóc lè nhè một tí nào luôn. Con cái là mình phải dạy làm sao nó hiểu, nó biết được thì nó mới ngoan được. Mình mà không nói được thì nó nói nó không hiểu được thì nó không thấu thì nó sẽ không ngoan, mình phải dạy. Thì ai cũng thế, gia đình ai cũng thế. Con cái ai cũng muốn cho nó ngoan. Không nhiều nhiều đứa là nó không nghe đâu, nó khóc là nhè, nó đòi ấy, nó đòi về này, nó đói nó đòi về. Vẫn nhịn cơm được cùng bố từ lúc đến 2 giờ. Nên xem bác còn có kẹo không? Tôi cho hết rồi nhờ. Mày cho nhiều quá. Cho hết cả mấy đứa trẻ con. Cho hẳn một túi rồi đấy. Thôi hôm nào bác lên bác cho sau nhá. Vâng đi con. Vâng đi. Chắc là để vâng mà. Không ngại đâu. Không ngại. Đấy, hiền quá. Thôi nhá, anh về đây à, vâng, nhá. Anh về anh. Ừ. Bây giờ hôm nào có gì anh lên, lên chơi xong. Chơi nhá. Xin chào anh. Con em đang lên đây rồi đây này. Vâng, nó đang nghịch ạ. Em ra đón nó vào nhà. Nó đang nghịch. Em làm vườn gì đây? Em vây gà đợt mùa mình trồng ngô, em vây gà lại ạ. À. Bây giờ ngô lớn rồi thì mình nuôi gà trong này. Vâng, em vây lại gà, có mấy con thì vây lại nó không đi bới ngô của anh em xung quanh. À, đang nghịch ô tô đây. Phải trần trường như nghịch ô tô. Anh về nhá. Con này con chó nhà em đây à? Con chó nhà anh trai anh bác ạ. Con đang đi làm rồi xong cả chó cả lợn làm. Con này chó lông nó xù nhờ. Vâng. Con này là cộc đuôi.
đấy, chó rất là khôn. Con này được đấy, con này đang thay lông này. Vâng, đang thay lông mà. Con này khôn đấy nhờ. Vào cái sủa bây giờ vào phát đến nhà là nó quen rồi, là nó không sủa đây. Thôi anh về nhá. Ừ. Chào Thư nhá. Ước vừa ở trên nhà em Thư xuống thì hôm nay mới lần đầu tiên đi vào thôn Pùng Trầm. Lúc đi lên thì đi xe máy nên là không thể quay video chia sẻ cho các bác xem được. Đây, hôm nay xuống mới thấy cảnh đẹp, nhiều hoàn cảnh gia đình trong thôn rất là khó khăn. Ngay dưới này này. Đấy, nhà toàn vách nứa này thôi. Ở thôn Pùng Trầm đây. Vừa trên nhà em Thư với cả em Trư xuống thì đi qua đoạn đường này. Lúc sáng lên thì đi xe máy chở em Thư lên đấy nên là không thể quay video được. Đây, con đường đi lên nhà trưởng thôn đây. Đi từ dưới chỗ trung tâm nhà văn hóa thôn lên đến đây, lên đến nhà em Trư rơi khoảng tầm 50 phút. Toàn đi đường đất này thôi. Nếu mà trời mưa thì không thể đi xe máy được. Trời khô này mới đi được.